Đảng bộ Đại học Thái Nguyên hiện có 11 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ bộ phận, 178 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 3.300 đảng viên. Trong 6 tháng vừa qua, công tác dân vận của Đảng bộ Đại học tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận với phương châm sát với viên chức, người lao động, hướng về cơ sở. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của đại học. Hệ thống dân vận của Đảng bộ ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo triển khai kịp thời, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Đối với Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm, hiện toàn Đảng bộ có 22 chi bộ với gần 500 đảng viên. Thời gian qua, công tác dân vận của Đảng ủy trường đã được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Đảng bộ. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào dân vận khéo, làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn đại học, thực hiện tốt công tác đối thoại với cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh sinh viên của đại học, phát huy vai trò của viên chức, người lao động, người học trong công tác dân vận.